đây là trăng chú chuột chuỗi sở hữu kênh youtube có hàng trăm ngàn người hâm mộ trăng là một loài chuột chuỗi gặm nhấm thuộc họ nhà sóc đất loài chuột chuỗi này được tìm thấy phần lớn ở miền đông hoa kỳ khắp canada và alaska một thời gian trước người chủ nhà nhận thấy khu vườn của họ đang bị tấn công rau củ quả trong vườn đều không cánh mà bay điều đó khiến họ rất buồn vì vậy người chủ nhà đã đặt một chiếc camera để xem chuyện gì đã xảy ra sau đó, anh chàng chuột chuỗi trăng này đã xuất hiện, những người chủ nhà đã hoàn toàn bị sốc vì sự đáng yêu và tự tin của trăng nên đã tạo luôn một kênh youtube cho anh ấy. Trăng ăn mọi thứ trong vườn, bất kể ngày đêm. Anh ta còn rất tự tin luôn nhìn thẳng vào máy quay và trình diễn những màn múc băng ngon lành cành đào của mình, đôi khi là ném cả thức ăn vào mặt khán giả. Không chỉ có một mình, đôi khi anh ta còn mời cả chúng bạn hai người yêu đến ăn cùng. Vừa ăn vừa nói chuyện, ăn chán thì quay qua ôm hôn nhau luôn. <laughs> nếu là bạn bạn có sẵn sàng chia sẻ thức ăn trong vườn nhà mình cho chú chuột thú vị này không